kiên trì khi Chúa khinh lặng. Vì ta biết rằng dẫu sao Chúa vẫn là tình yêu. Tình yêu càng cao khi thấy nỗi đau càng nhiều, khi thấy xót xa trong chiều của người đang gánh chịu buồn thương. Tình yêu Chúa dạy con kiên trì, dạy con khiêm nhường, thành luyện đời con nên mới để đóng muôn ơn lòng Chúa ban. Cho con sẵn sàng chấp nhận gian nan để hiểu được rằng ơn Ngài ban tặng những không cứ hy vọng vẫn chẳng chờ mong. Lòng tin lớn lao biết kiên trì khi Chúa trôi từ, đừng nên ngã lòng mỗi khi Chúa không nhận lời ngay. Ngài luôn để tâm mong thấy chúng ta thật lòng tha thiết vững trong lời Ngài, chẳng hề nao núng và hồ nghi. Con khiêm nhường thành luyện đời con